sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất các bạn. Cái khu vực này xe rất là nhiều các bạn ơi. Xe đang tiến vào để đưa thân nhân đi nước ngoài. Là cái khu này là xe đậu không được dừng lâu hơn 3 phút các bạn. Lâu hơn 3 phút là bị nhắc nhở. Các bạn thấy rất là đông các bạn. Rồi đó là những chia sẻ của mình về quang cảnh sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ là đang buổi tối các bạn, khoảng 7 giờ rưỡi tối. Các bạn thử thức thấy hấp dẫn thú vị, hãy like và đăng ký ủng hộ kênh mình. Chúc tất cả các bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.